Ta đang đi đến đường đi đến đường dẫn đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đây là đoạn gần tới cầu vượt Hương Lộ 2, quốc lộ 1A. Ok ha. Ok. Ok không? Ok. Ok. Cứ bình thường mà chạy. 350 mét theo phía trái để qua cầu. Đây, trước mặt của chúng ta là cầu vượt Hương Lộ 2. Theo phía trái theo hướng dẫn để qua cầu. Ba nhớ thì đi, từ giờ ba nhớ chú ý cái cao nha. Ok. Ok, bà phải đi chậm lại. Ok, ok. Trong đó có biển báo để cao, để bà cảnh báo trước á. Ừ. Cá 350 mét theo phía phải. À, theo phía phải là vào đường dẫn thôi. Đi thẳng là về An Lạc, Bến Lức, Long An. Chúng ta theo đi phía phải, theo phải. Hướng dẫn phía trước có camera phạt ta qua phải thôi. Ok. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Cá 350 mét theo phía trái. Đây là đường dẫn vào đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Vui lòng giảm tốc độ theo phía trái chứ. Theo hướng dẫn bên này 60 dân sao giảm tốc độ đó chưa qua biển báo á. Tốc độ giới hạn 60 km/h, sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Rồi, let's go. Nhẹ nhàng thôi, đúng không? Tốc độ giới hạn 60 km/h. Chuyển qua số thể thao chúng ta chạy, đúng không? Đúng. Em không? Em không? Xe em không? Trời mát ha. Đây là khu vực thuộc quận Bình Tân. Đường dẫn vào cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương. Hai bên này là đất rộng mênh mông. Wow, xe Mazda đổ bô kìa. Ừ, Mazda đổ bô. Quẹo phải là đi về Long An, đó là tỉnh lộ 10. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h.
là một giảm tốc độ, chỉ cần nhích hơn một cây số giờ là nó nhắc rồi, phải không? Đông ha, đường dẫn cao tốc xe đông quá ha. Trà Vinh đi Trà Vinh chơi luôn. Trà Vinh ăn bún xương đó bà. Ăn bún xương hả? Bún xương và bún Trà Vinh đó. Bún xe Trà Vinh luôn. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Ôi trời, nó lượng sóng gớm không? Phía trước là đường Nguyễn Cửu Phú, quẹo trái đường Nguyễn Cửu Phú là cũng về đường Bà Hôm, tỉnh lộ 10. Còn quẹo phải Nguyễn Cửu Phú là về hướng Bình Chánh, khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Đường Nguyễn Cửu Phú này nó cũng dài lắm nè. Lên. Lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là lên nóc nhà. Đây, lái xe là không lên nóc nhà được đúng không em? Đai rộng mênh mông. Chúng ta đã tới huyện Bình Chánh. Địa bàn đây là thuộc huyện Bình Chánh này. Hết quận Bình Tân rồi. Này là cho chạy 60 cây số giờ cũng được. Sắp
đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Xanh nè, đèn xanh nè, đèn xanh nè, xanh không? Không, không. 10, 9, 8, 9, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Đi. Tới luôn. Một cái số nữa là tới cao tốc. Oh yeah. Mưa ha, trời mưa ha. Ồ đây nó xây cái khu gì đây mà nhà cao tầng đây. Vui lòng giảm tốc độ. Chụp chạy gốm không? Chạy vừa tốc độ luôn. Chạy lên bên kia rồi công an nó hốt mày. Tao đã vượt rồi mày còn vượt nữa là tao đã chạy quá tốc độ rồi mày còn vượt nữa là mày chết rồi. Lên kia là ăn bên khoản phạt ngay và luôn. Tao không em thôi. Ừ, chạy vượt kinh. Vội thế. Vội vàng là Hà Nội à. Biển số Hà Nội mà lại vội thế. Hà Nội là không vội được đâu. Bắt kịp muốn rồi. Nhanh. Bắt kịp rồi quay. À, để qua khỏi xe. Đã 350 mét theo phía phải. Qua khỏi cái cảm thủ phí. Thôi quay. Đừng ra đi cho quay tiếp nha. Bye.